chúng ta nói tới thông tin kế tiếp đi đây là thông tin uh, đến từ ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa các bạn đó chính là Ron DeSantis thì chúng ta cũng đã biết là trong cái đợt tranh cử này đó, đã có nhiều ứng cử viên lớn tiếng ủng hộ crypto và BTC chúng ta nói tới là không chỉ riêng là ứng cử viên Ron DeSantis và Ron DeSantis hiện bây giờ đã đang giữ chức vụ là thống đốc của tiểu bang Florida nhưng mà trong tiểu bang Florida cũng có thành phố Miami thành phố Miami đó là một thành phố mà cực kỳ ủng hộ crypto của bạn và thị trưởng của Miami là thị trưởng Francis Wallace là một trong những người mà muốn biến Miami trở thành trung tâm của Bitcoin và các bạn đã biết là hội nghị BTC thì diễn ra ở Miami nhưng mà các bạn thấy được là ngoại trừ người đó ra chúng ta cũng có Robert Kennedy Jr nhưng mà những cái nhân vật đó, đó thì uh, cái khả năng hiện bây giờ đối với nhiều người thì không có cao các bạn nhưng mà Ron DeSantis là một trong những ứng cử viên gọi là nặng ký của đảng Cộng hòa. Thì Ron DeSantis nói là nếu như mà ông may mắn trở thành tổng thống và có thể vào Nhà trắng vào năm 2025 đó thì ông sẽ ra quyết định là cấm hết tất cả những hoạt động liên quan tới tiền kỹ số quốc gia CBDC. Thêm vào đó đó là sẽ chấm dứt cái chiến lược chống đối Bitcoin và crypto đến từ chính quyền của tổng thống Joe Biden, đó là lời hứa hẹn đến từ Ron DeSantis các bạn. Crypto đã trở thành một đề tài được tranh cãi trong bầu cử tổng thống Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta đã đi một quãng đường rất là xa. Thêm vào đó nữa đó, Thuận thì không có xem uh, phim Barbie nhưng mà những bạn nào mà đã xem đó thì uh, các bạn có biết là Margaret Robbie uh, cũng đã chia sẻ là chồng của cô ta thường hay nói về BTC và cô ta gọi đó là big can energy và đó là điều tốt. Uh, đây là clip. Đây chia sẻ clip So funny wow. because when we were like in prep for this movie, two of our wonderful producers, one of whom is also my husband, when David and Tom would like start talking about like Bitcoin or something like Greta and I'd be like, they're being such kens. <laughs> <laughs> they talk about golf. We're like, stop being kens. <laughs> so it, it's hard to define what makes a ken, but you they can it also be yeah. there can also be big ken energy, and that's. A good thing. Whereas as Ryan Liana? says Kennergy Kennergy mm. Kennergy is <laughs> ngày hôm nay đó chúng ta cũng nhận được một cái thông tin lớn đến từ tether các bạn thì công ty tether đó, à, mỗi một quý thì phải công bố cái à, tài liệu kiểm toán sau khi mà họ đã thỏa thuận với lại à, new york đó cách đây khoảng chừng hơn một năm thì các bạn thấy được là mỗi quý sau đó đó thì họ bắt buộc đã phải công bố cái tài liệu này mới đầu đó các bạn đã nhớ là công ty tether đã mướn một công ty kiểm toán mà ở một cái đảo rất là xa xôi như người nói là công ty kiểm toán này không có đáng tin tưởng sau đó đó công ty theo đã mướn công ty kiểm toán lớn hơn các bạn đó chính là công ty kiểm toán bdo thì những mà nào mà không rành thì bdo chỉ đứng sau lưng vừa theo bảng xếp hạng này đó là đứng sau lưng kpmg mà thôi các bạn thấy là đầu tiên đó chính là Deloitte, cái đó là PwC, cái đó là Ernst Young hay bây giờ là EY và cuối cùng là KPMG. Đây gọi là Big Four Accounting Firm các bạn. Và nhiều bạn cũng đã biết là Thuận bắt đầu kênh này lúc mình thường làm việc cho KPMG. Và BDO đó chỉ đứng sau KPMG mà thôi, có nghĩa là đứng xếp hạng thứ năm Thì nhiều người cũng xem BDO là một công ty kiểm toán mà đáng tin cậy. Có tin cậy được hay không đó, đó là quan điểm của mỗi bạn mà thôi. Và đối với lại Tether thì BDO đã đưa ra cái kết luận là Tính đến cuối quý 2 là tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thì công ty Tether có tổng tài sản như là tiền mặt cộng với tiền mà họ đầu tư và không trái phiếu là phần lớn và họ có một số những cái nợ nhỏ nhưng mà phần lớn là không trái phiếu bây giờ cùng với tiền mặt là 86,4 tỷ đô la các bạn và tổng số đồng Tether trên thị trường là đáng giá lúc đó là khoảng 83,2 tỷ đô la có nghĩa là công ty tether dựa theo video tính đến cuối quý 2 là có số lượng tài sản nhiều hơn là cái số lượng đồng tether trên thị trường, nghĩa là họ có đủ để mà đảm bảo một đồng tether một đô la dựa theo video. thêm vào đó đó thì công ty tether cũng đã công bố là họ có lợi nhuận tổng cộng là 850 triệu đô la các bạn 850 triệu đô la này là cái số lượng tiền mà họ dư ra Và dựa theo Tether thì họ đã để đây rất là kỹ là cái số tiền dư ra là cái số tiền lời của họ Và công ty Tether cũng đã đưa ra quyết định là mỗi một quý Khi nào có lời đó họ sẽ trích một phần để mà thua BTC Bao nhiêu thì vẫn chưa rõ hiện tại các bạn Nhưng mà đây là cái thông tin lớn được chia sẻ bởi Tether ngày hôm nay Thuận có tin Tether hay không Thì sau có sự việc của USDC đó các bạn Thì uh, thùng mới đầu là định chỉ lưu trữ tiền mặt mà thôi Nhưng mà nó thực sự là rất là bất tiện Khi mà cần phải di chuyển tiền mặt vào sàn rồi ra khỏi sàn Cuối cùng ra thì Thuận quyết định là phải chia là ba các bạn Thuận lưu trữ một phần tiền mặt, một phần USDC và một phần Tether Hiện tại Thuận không tin hết Tether Nhưng mà ngoại trừ Tether ra đó Thì sự lựa chọn cũng không có nhiều trong thị trường crypto này Cho nên Thuận lưu trữ một phần mà thôi nhưng mà đây là cái thông tin thường chia sẻ để các bạn nắm bắt được chứ không có phải là thường nói các bạn cũng nên làm như vậy. Các bạn phải tự quyết định cho bản thân của mình. Chúng ta cũng có cái thống kê cũng rất là đặc biệt đến từ CoinGecko các bạn. Thì CoinGecko nói là nếu như chúng ta nhìn vào 30 ngân hàng lớn nhất trên thế giới đó thì trong 30 ngân hàng này 20 trên 30 vậy là 66% đó đã là những ngân hàng mà ủng hộ crypto rồi. Đó là những ngân hàng mà các bạn thấy là có màu xanh. Còn những ngân hàng mà có cái màu xanh nhưng mà vàng hơn đó, đây là những ngân hàng mà không có ủng hộ crypto các bạn. Thì nếu chúng ta zoom vào đó các bạn sẽ dễ dàng thấy được là bốn ngân hàng lớn nhất không ở crypto tại sao các bạn thì rất đơn giản thôi những ngân hàng này đó các bạn thấy được là ICBC. ICBC này là Industrial and Commercial Bank of China các bạn. Đây là một ngân hàng của chính phủ Trung Quốc. Chúng ta nhìn cái ngân hàng thứ nhì nữa là China Construction Bank cũng là một ngân hàng của chính phủ Trung Quốc các bạn. Chúng ta nhìn vào cái ngân hàng lớn thứ ba đó chính là cái uh, ngân hàng Agriculture Bank of China các bạn cũng có thể đoán được đây cũng là ngân hàng của chính phủ Trung Quốc các bạn và ngân hàng cuối cùng à, rất dễ dễ nhìn được đó chính là ngân hàng Trung ương Trung Quốc các bạn Bank of China thì bốn ngân hàng lớn này thật ra xếp hạng như thế này nó cũng không có hợp lý đâu các bạn tại vì những ngân hàng còn lại phần lớn là ngân hàng tư nhân như là JP Morgan Chase thì những ngân hàng à, của nhà nước thì nó sẽ lớn hơn nhưng mà các bạn thấy là đương nhiên những ngân hàng nhà nước của Trung Quốc đó, thì sẽ không ủng hộ crypto nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi Hồng Kông là một cái cửa mở nho nhỏ để mà thử nghiệm xem coi là nếu mà crypto đó thì sẽ có lợi gì và mất gì và sớm mua gì thường nghĩ là họ cũng sẽ chuyển qua thành màu xanh mà thôi nhưng mà các bạn đã thấy là ngân hàng lớn thế giới này đó nếu nói là không ủng hộ thì không có là bao nhiêu hết tất cả ngân hàng lớn nó phần lớn đều động hộ crypto rồi và một phần nữa đó là tại vì Ai cũng hiểu tương lai crypto sẽ ra sao các bạn Tại vì chúng ta nên hiểu đó là ngay bây giờ nếu như chúng ta tính vào cái số lượng người mà ủng hộ và lưu trữ crypto thì dựa theo nhiều dự thống kê các bạn không phải là một hay hai thống kê mà Việt Nam đó thì luôn dẫn đầu trên danh sách đó kế đó là Philippines và Ukraine nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn đó bên dưới này chúng ta sẽ thấy được đó chính là cây lứa tuổi mà lưu trữ nhiều crypto các bạn thì dựa theo thống kê đến từ bangry com họ đưa ra cái thống kê là millennials nghĩa là những người mà sinh ra từ năm 81 tới 96, nghĩa là trong đó có thường đó các bạn thì 57% dựa theo cái số lượng người ở Hoa Kỳ. À, trong lứa tuổi này đó thì đã lưu trữ crypto rồi 57% các bạn nhưng mà lứa tuổi còn lại đó thì ít hơn nhiều giống như là các bạn thấy những lứa tuổi mà à, lớn hơn giống như là Gen X các bạn thì Gen X là từ 65 tới 80 thì chỉ có 20% là lưu trữ crypto mà thôi Baby Boomer là từ 46 tới 64 thì lưu trữ 10% crypto mà thôi còn Gen Z có nghĩa là sinh sau millennial thì so chỉ có trăm mà thôi các bạn và tại sao mà Gen Z là cái lứa tuổi nhỏ hơn có nghĩa là khoảng hai mấy tuổi đó thì tại sao lại lưu trữ ít crypto hơn là lứa tuổi à, giống như bản thân của Thuận từ năm 81 tới năm 96. Lý do cũng đơn giản thôi tại vì họ trẻ tuổi hơn thì họ có thể là không có tiền dư nhiều để mà đầu tư và họ trong lứa tuổi đó có thể là cũng không quan tâm nhiều đến đầu tư. Sau khi mà qua 30 tuổi rồi đó thì nhiều người mới quan tâm đầu tư nhiều hơn. Thì cái mà Thuận muốn chỉ ra đây đó là các bạn thấy là những ngân hàng ủng hộ cũng hợp lý như là Thuận đã chia sẻ với các bạn tại vì họ biết là những cái lứa tuổi lớn hơn đó cũng có thể là họ yêu thích crypto rất rõ ràng là các bạn thấy được là Gen X những người mà đã sinh ra từ năm 65 tới 80 và những người sinh ra trước đó nữa là 46 tới 64 thì vẫn có một số lượng nhỏ đầu tư crypto À, nhưng mà cái phần lớn đầu tư crypto là những người trẻ tuổi hơn các bạn và những người trẻ tuổi hơn này sẽ là những người là khách hàng quan trọng của họ sau này những người lớn tuổi hơn đó thì sớm hay muộn gì cũng sẽ ra đi và để là tài sản những người trẻ tuổi hơn và những người trẻ tuổi hơn họ muốn đầu tư crypto cho những ngân hàng đó thì sẽ nhanh chóng chuyển qua tại vì họ nhìn vào cái số lượng người này đó chính là những khách hàng tương lai của họ vì lý do đó nhiều ngân hàng lớn mới chuyển qua để ủng hộ crypto các bạn chứ không phải là một nhà nào đó chủ của công ty chase thức dậy rồi nhận ra được là crypto quá tốt cho nhân loại cho nên mới bắt đầu ủng hộ các bạn đương nhiên tất cả đều vì lợi nhuận hết nhưng mà không sao mạng lưới của btc hoạt động dựa vào game theory các bạn thì ngày hôm qua đó chúng ta cũng nhận được một cái thông tin đáng tiếc đó chính là cái thông tin liên quan đến Curve Finance các bạn đây là một cái DeFi mà nhiều bạn cũng sử dụng tại vì đây là một cái DeFi mà cực kỳ quan trọng trong cái hệ sinh thái DeFi của Ethereum chúng ta thường đã làm một số video liên quan tới yield uh, farming, chúng ta cũng đã sử dụng Curve rồi. Đây là một cái sàn để cho các bạn giao dịch những cái phần lớn là những cái đồng stablecoin lẫn nhau, một cái sàn giao dịch phi tập trung các bạn và có một token đó chính là token CRV. Thì cái hệ thống này đã đã bị tấn công ngày hôm qua tại vì có một cái loại gọi là re-entrancy Thường không phải là một người mà quá hiểu về uh, công nghệ chi tiết cho nên sẽ không có nói về chi tiết trong video này nhưng mà trên căn bản đó họ đã bị tấn công và họ cũng đã bị lấy mất đi một số lượng tiền các bạn và cái số lượng token CEB lấy mất đi là bao nhiêu thì bây giờ vẫn chưa thống kê rõ nhưng mà ước tính là khoảng từ 20 triệu cho đến 42 triệu nhưng mà điều quan trọng hơn đó là mọi người lại nhận ra được là CEO Michael Overruff đây là CEO của Curve Finance các bạn và người này đó đã dùng một số lượng lớn token CRV là khoảng 168 triệu đô la và đã dùng làm thế chấp để mà vay mượn trên những cái hệ thống DeFi khác nhau của bạn trong đó chúng ta có AV, có Fraxland, có Alba Cabrera vân vân. Thì cái vấn đề đó là sau khi mà cái hệ thống này bị tấn công Thì các bạn thấy được là cái uh, token CAV đó Cũng đã giảm giá một cách nhanh chóng các bạn Ngày hôm qua đó Thì giá của CAV là khoảng 73 cent Và cho tới ngày hôm nay Để mình refresh lại xem có giá bây giờ là bao nhiêu Giá bây giờ là khoảng 56 cent các bạn à, Điều mà mọi người lo lắng đó là Thứ nhất là cái hệ thống này bị tấn công dẫn đến là có nhiều người đã nhanh chóng rút tiền ra khỏi hệ thống DeFi này các bạn. Và ước tính bây giờ chỉ còn có khoảng chừng là 1.69 tỷ mà thôi, trong khi trước khi bị tấn công đó thì hệ thống này có tới hơn 3 tỷ đô la trong cái hệ sinh thái các bạn. Thì chúng ta cũng đã thấy được là cái token này cũng đã giảm giá rất là nhiều và khi mà giảm giá như vậy đó thì khả năng sẽ dẫn đến là cái số lượng token bị lock lại dùng làm thế chấp đó là 168 tỷ đô la CIV này Có thể là bị thanh lý và cái mức thanh lý đó dựa theo tài liệu chúng ta nhận được là khoảng 37 cent cho bạn Nếu như mà cái token CIV này mà giảm về 37 cent mà CEO Michael Everdraft này không có để thêm tiền vào thì sẽ dẫn đến là cái số lượng cV này bị thanh lý dẫn đến là giá lại càng giảm nhiều hơn nữa các bạn. Cho nên uh, thường chỉ chia sẻ thông tin này để cho những bài nào mà quan tâm đến token cV hay là đang lưu trữ đồng cV thì cũng biết biết thông tin về những gì đang xảy ra và cái video này cũng khá dài rồi các bạn mà chúng ta cũng còn quay thưởng cho nên uh, thường sẽ nhanh chóng chia sẻ cái phần còn lại. Thì uh, chính phủ ở nước Đức á, thì uh, cũng đang uh, bắt đầu tìm hiểu và điều tra về đồng workcoin này các bạn à, chi tiết hơn đó là tại vì các bạn thấy là có rất nhiều người đã xếp hàng để mà tham gia để có thể được con mắt của họ scan trong những cái ốp như thế này thì mọi người đều đang lo lắng là lấy những tài liệu móng mắt này làm gì các bạn và khi mà công ty này đó nói là họ sẽ giữ bí mật và tài liệu đó sẽ không bao giờ được sử dụng hay chia sẻ với ai nhưng mà lỡ như họ bị hack thì sao cho nên có cái gì đó đó nhiều người cũng đang thắc mắc là có quá nhiều người xếp hàng để có thể là được con mắt của họ scan bằng cái ốp này chỉ để nhận được một số đồng WorldCoin và chỉ để có được một ID thì có xứng đáng hay không và có rủi ro gì hay là không thì các bạn thấy được là nước Đức cũng đang bắt đầu mở cuộc điều tra và một điều nữa đó là các bạn đã nhớ ngày hôm qua Thuận chia sẻ là cuối cùng đó thì cái trụ sở chính của công ty Twitter cũng đã đổi cái logo thành chữ X rồi à, và chữ X đó là tỏa sáng ban đêm như là các bạn đã nhớ thường chia sẻ cái video nhưng mà theo thông tin ngày hôm nay đó, thì đã có nhiều người phàn nàn về cái chữ X này thứ nhất họ nói là ban đêm tỏa sáng như vậy khiến cho những người xung quanh đó, họ khó ngủ ban đêm tại vì tỏa sáng quá thứ nhì nữa đó là một số người xung quanh họ nói là cái này được dây dựng lên không có giấy phép và nó cảm thấy nó không có được an toàn lắm cho nên ngày hôm nay đây đã có một số những cái tấm hình cho thấy được là đã có một số nhân viên hình như là đang remove nghĩa là hình như là đang tháo gỡ bỏ chữ X này ở trên cái building chính thức của Twitter các bạn à, có thể là họ sẽ để cái logo Twitter cũng như là cái logo bình thường trước đây mà thôi như là chữ X sẽ nằm bên hông cái building và có thể là không có tỏa sáng như là ngày hôm qua nữa và bây giờ đây chúng ta hãy chuyển qua để mà quay trúng thưởng cho cái sự kiện kỷ niệm 6 năm một chặng đường ở trên Twitter hay là bây giờ gọi là x.com các bạn. Và hôm qua chúng ta cũng đã quay trúng thưởng như bạn nào mà tham gia trên YouTube rồi. Hôm nay đây sẽ là cái phần ở trên Twitter và ngày mai đây chúng ta sẽ chuyển qua cái phần ở trên Facebook và cuối cùng chính là cái phần dành cho những bạn nào mà đã tham gia mua ví chữ lành của kênh. Chúng ta cũng sẽ chọn ra 20 bạn trong cái số order đó. Và hôm nay đây chúng ta hãy bắt đầu với lại Twitter thì Twitter đây để nhắc lại chúng ta cũng sẽ có 20 giải kỷ niệm mỗi giải sẽ là một cái áo kỷ niệm và hai giải nhì mỗi giải sẽ là một cái ví lạnh Treasure Model One và một cái áo kỷ niệm và một giải nhất là một cái ví lạnh Treasure Model One cộng với một cái áo kỷ niệm các bạn à, và cái điều kiện cũng rất đơn giản các bạn thả tim bài viết các bạn retweet về cái profile của mình sau đó các bạn để vào một vài lời động viên nhắn nhủ và hashtag thuận cap đồ sau đó điền form mà thôi và thôi cũng có danh sách rồi trên twitter đó thì thường cũng các bạn đã có rất là nhiều bạn tham gia Tổng cộng thì có tới 630 bạn đã tham gia Phần lớn các bạn đều đã đọc rõ nội dung và đã tham gia Nhưng mà có một số bạn thì có thể là đã không đọc rõ nội dung Cho nên Thuận cũng sẽ vẫn để trong danh sách tổng này Nhưng mà khi quay thử nếu như mà bạn may mắn trúng mà bạn lại không có uh, theo quy định thì uh, Thuần phải chuyển cái phần đó cho một bạn kế tiếp uh, và trong cái phần quay thưởng này Thuần cũng đã ẩn phần lớn số điện thoại như các bạn nhìn thấy trên màn hình, cái cột điện thoại và địa chỉ đó đã được ẩn rồi, chỉ có một phần nhỏ được show ra mà thôi để các bạn uh, có thể biết là mình là người trúng thưởng, ngoài trừ là có họ và tên, thì cũng như là Thuần đã làm với là YouTube đó, thì tất cả cái phần này Thuần sẽ cho nó uh, chạy một cách random như là ngẫu nhiên các bạn, Thuần đã chọn cái cột B, C, D, E và F các bạn, sau đó thuần sẽ right click Rồi bấm vào uh, randomize range uh, để mà cho những cái hai điều này nó chuyển thành một cách ngẫu nhiên các bạn. Thì đây là lần đầu tiên và sẽ làm thêm một lần nữa để cho chắc ăn thì đây là lần thứ nhì các bạn. Và đây là cái danh sách chúng ta có đã randomize và cũng như là YouTube đó, chúng ta sẽ quay thưởng từ giải kỷ niệm lên tới giải nhất để cho nó kịch tính một chút các bạn và thường sẽ để tổng cộng tất cả cái vé này tổng cộng là có 630 vé chúng ta cũng sẽ sử dụng cái trang là Wheel of Names thì thường sẽ để từ số 1 cho đến cái số cuối cùng là chính là 630 vào trong cái trang web này. Chúng ta hãy chờ đợi một chút để trong web này lỡ. Rồi các bạn đã thấy được là đây là cái danh sách từ 1 cho đến 630 vé đại diện cho tất cả những bạn mà đã tham gia trên Twitter. Chúng ta bây giờ hãy quay bắt đầu từ giải kỷ niệm đầu tiên. Thì bây giờ sẽ là bạn đầu tiên xem coi bạn nào là bạn may mắn đầu tiên trong cái danh sách này các bạn. Chúng ta hãy xem coi bạn đầu tiên là bạn nào. Đó chính là bạn số. 397 các bạn. Thì 397 là bạn đầu tiên đã may mắn trúng cái dạy kỷ niệm thì 397 chính là bạn Lê Tuấn Phước. Cảm ơn bạn đã tham gia và chúc mừng bạn. Bạn thứ nhi sẽ là bạn nào các bạn? Bạn thứ nhi để thuận sẽ tiếp tục quay. Và bạn thứ nhì sẽ là bạn có số 490 các bạn Thì 490 sẽ là bạn nào? 490 sẽ là bạn Phạm Phú Tị để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn Chúc mừng bạn đã trúng giải áo kỷ niệm thứ nhì. Bạn thứ ba sẽ trúng giải kỷ niệm like các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục quay nữa. Và bạn thứ ba trúng giải kỷ niệm chính là bạn 185 các bạn. Thì bạn 185 này sẽ là bạn Chiều Giang. Chúc mừng bạn. Bạn kế tiếp sẽ trúng giải đó là bạn nào? đó sẽ là bạn có số 378 và 378 sẽ là bạn Lê Văn Cường Chúc mừng bạn, chúng ta hãy bắt đầu quay cho bạn kế tiếp Và cái bạn kế tiếp đó chính là bạn có vé 620 các bạn Và 620 sẽ là bạn Hướng Thị Truyền Chúc mừng bạn, chúng ta hãy quay để xem các bạn kế tiếp sẽ là bạn nào. Và bạn kế tiếp sẽ là bạn có ticket số 505 các bạn. Thì 505 sẽ là bạn Nguyễn Bảo Quốc. Chúc mừng bạn. Chúng ta hãy quay xem cơ bạn kế tiếp à, sẽ may mắn chúng thưởng là bạn nào. Và bạn kế tiếp sẽ là bạn có ticket số 447 các bạn. Và dạ, 447 chính là bạn Vũ Phước Thịnh. Chúc mừng bạn. Chúng ta hãy tiếp tục. Bạn kế tiếp sẽ là bạn có ticket số 528 cho bạn. 528 sẽ là bạn Lâm Trường Long. Chúc mừng bạn Bạn kế tiếp Sẽ là bạn 483 Và bạn có ticket 483 Sẽ là bạn Nguyễn Duy Ngọc Chúc mừng bạn Và bạn kế tiếp với giải kỷ niệm sẽ là bạn có ticket số 582. 582 sẽ là bạn Đào Tuấn Anh. Chúc mừng bạn. Và bạn kế tiếp sẽ trúng giải kỷ niệm sẽ là bạn có ticket số 95. 95 sẽ là bạn Phùng Quang Phương. Chúc mừng bạn. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục Bạn kế tiếp sẽ may mắn trúng thưởng giải kỷ niệm sẽ là bạn số mấy Và đó sẽ là bạn số 420 420 sẽ là bạn Đỗ Tuấn Lộc Chúc mừng bạn Và bạn kế tiếp sẽ may mắn trong đợt quay thử này sẽ là bạn có ticket số 545 và 545 sẽ là bạn Trần Anh Tuấn, chúc mừng bạn. Chúng ta bây giờ sẽ còn tổng cộng là 7 giải kỷ niệm nữa để xem coi là 7 bạn còn lại sẽ là 7 bạn nào. Và chúng ta sẽ sắp sửa của bạn kế tiếp đó chính là bạn có ticket 461. Thì 461 sẽ là bạn Nguyễn Văn Tú. Chúc mừng bạn, chúng ta còn 6 giải kỷ niệm nữa. Và giải kế tiếp sẽ thuộc về bạn có ticket 619. Thì 619 sẽ là bạn Trần Lê Vũ Phong. Chúc mừng bạn. Chúng ta bây giờ còn tổng cộng là 5 giải kỷ niệm nữa trước khi chúng ta bước qua giải nhì và giải nhất. Và con số chúng thưởng lần này là 100 các bạn, một con số chẵn luôn và 100 sẽ là bạn Hoàng Trần Tiến, chúc mừng bạn. Chúng ta còn 4 giải kỷ niệm nữa các bạn, 4 bạn cuối cùng trong giải kỷ niệm này, Và chúng ta có giải kỷ niệm này thuộc về bạn có thiết kịch là 463 Và 463 sẽ là bạn Mai Minh Thảo Chúc mừng bạn Chúng ta còn 3 giải kỷ niệm nữa Và giải kỷ niệm này sẽ thuộc về bạn có thiết kịch 138 Và 138 sẽ là bạn Hà Văn Nhân Chúc mừng bạn Và giải kỷ niệm kế tiếp thuộc về bạn có ticket 529 Thì 529 sẽ là bạn Đặng Văn Thái Chúc mừng bạn Và chúng ta còn giải kỷ niệm cuối cùng sẽ thuộc về ai các bạn Giải kỷ niệm cuối cùng này sẽ thuộc về bạn có số ticket number Là 260 Và 260 chính là bạn Trần Đức Mạnh và đây là danh sách của 20 bạn may mắn đã chúng giải kỷ niệm rồi các bạn bây giờ chúng ta hãy bước qua với giải nhì và giải nhất chúng ta sẽ có hai giải nhì giải nhì đó thì uh, mỗi bạn sẽ nhận được một cái ví lạnh cho Model One cộng với là một cái áo kỷ niệm và giải nhất đó sẽ là ví lạnh cho Model T với một cái áo kỷ niệm chúng ta bây giờ uh, hãy bắt đầu đi thì bạn may mắn đầu tiên chúng giải nhì đầu tiên sẽ là bạn nào các bạn sẽ là bạn có ticket số 239, 239, để thằng double check lại. 239 sẽ là bạn có tên là bạn Hổ. Chúc mừng bạn đã trúng giải nhì đầu tiên. Chúng ta bây giờ hãy bước qua giải nhì thứ nhì. Thì để thường xem coi bạn nào sẽ may mắn để trúng giải nhì thứ nhì trong đợt này. Và đó sẽ là bạn có ticket số 371. Và 371 sẽ là bạn Đàm Quang Nhật Chúc mừng bạn Và như mà nào mà tên có dấu đó thì đương nhiên sẽ dễ dàng để cho Thuận đọc phát âm được Nhưng mà như mà nào mà tên không có dấu đó thì nếu như mà Thuận đọc sai các bạn cũng thông cảm và chúng ta sẽ bước qua giải nhất các bạn Giải nhất sẽ được một cây Trazor Model T à, Cộng như một cây áo kỷ niệm Thì bạn nào sẽ may mắn đạt được giải nhất Ở trong cái đợt quay thưởng Twitter đợt này Thì chúng ta sẽ có một con số nhanh mà thôi đó chính là bạn có số 248 thì 248 này sẽ là bạn nào có bạn 248 này sẽ là bạn có tên là anh Việt chúc mừng bạn anh Việt đã giành được giải nhất trong cái đợt quay thưởng Twitter này và chúc mừng tất cả những bạn mà đã may mắn chúng được thưởng trong cái đợt quay thưởng Twitter này. À, một lần nữa như mà nào mà không có tên trong danh sách này đó thì cũng đừng bỏ cuộc chúng ta vẫn còn hai đợt quay thưởng nữa. Đó chính là đợt quay thưởng cho Facebook và đợt quay thưởng cho những bạn mà đã mua ví lạnh từ Store Thuận Capital. Chúng ta sẽ tổ chức đợt quay thưởng đó trong những video kế tiếp và rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thuận Capital và tham gia vào một cái sự kiện này để nhận được một chút quà nho nhỏ đến từ Thuận Capital những bạn nào mà đã trúng thưởng đó thì Team Thuận Capital sẽ có thông tin để mà liên hệ tới các bạn đã cung cấp thông tin khi các bạn điền form rồi thì bên Thuận sẽ cố gắng liên hệ để mà xác nhận với các bạn trong thời gian sớm nhất và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu bên nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. như bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.